Mau ra đây cho tôi. Em có biết bài đó đẹp thế nào không? Cả đời anh bây giờ bài mới đẹp thế đấy. Buông tay ra. Lạnh chết đi được. Trời Hằng Gu nói sẽ đem tất cả cổ phiếu của công ty anh ra rao bán. Thế thì sao? Còn làm sao nữa à? Anh có tiền mua lại không? Có cách cứu công ty không? Không cần em quan tâm. Công ty của em cũng bị cướp, quan tâm tới công ty của người khác làm gì? Xem cái thái độ kìa. Nếu anh không tỉnh lại đi, hôm nay em sẽ nhảy xuống đây tự tử cho anh xem. Anh muốn nhìn thấy em chết đúng không? Phải có người chết trước mặt anh mới chịu tỉnh ngộ sao? Em mới cần tỉnh ra đấy, biết hết cả tay. Chúng ta cưới nhau rồi à? Anh muốn vui vẻ, xem này đòi chết. Cứ để cho anh chơi bời thỏa thích đi. Đời người có mấy đâu, sung sướng lúc này rồi ra đi cũng được thôi mà. Nhảy hay không tùy em. Chỗ này lạnh lắm, anh đi trước đi. Vẫn chưa đến lúc đâu. Chẳng lẽ ngay lúc này phải nói với cô ấy sao? Hình như cô ấy lo lắng lắm. Có lẽ mình nên nói thật với Gieo Chi. Gieo Chi, em đâu rồi Gieo Chi? Không đâu. Gieo Chi, Gieo Chi, Gieo Chi, Gieo Chi. Cái tình xấu xa. Sao chứ hả? Lạnh quá nên về trước. Sống chết mặc kệ tôi sao? Được thôi, tôi cũng không cần quan tâm anh sống hay chết nữa. Đợi đó. Găng với khăn đâu rồi? Chán thật. Trả lời anh đi Gieo Chi. Anh có lỗi với em. Anh đáng chết Gieo Chi. Anh sẽ đi cùng với em. Sao có thể để em ở nơi lạnh lẽo một mình được? Gieo Chi, đợi anh. Anh tới ngay đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con phải đi trước đi. Ôi trời ơi. Gieo Chi, không được. Không được chết. Gì cơ chứ? Kẻ đang chết là tôi, không phải là Gieo Chi. Gieo Chi, em ở đây. Du Bang, em ở đây. Tôi biết Gieo Chi đang ở đó. Em đi. Sao thế này? Em còn sống sao? Tưởng em ở dưới kia chứ. Sao anh ngốc thế? Em chưa chết. Em vẫn còn sống đây. Đúng là ngốc. Không có em thì anh không sống nổi à? Dù không có em cũng phải sống cho thật tốt chứ. Anh lo cho em lắm Gieo Chi. Gieo Chi, anh Du Bang, đừng có đi đâu đấy.